Chào bạn đến với bản tin thị trường và giá vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020. Nội dung trong bản tin bao gồm thông tin thị trường vàng trong nước, tỷ giá ngoại tệ và giá heo hơi của ngày hôm nay. Hôm nay, tỷ giá đồng USD so với Việt Nam đồng tăng hơn ngày hôm qua. Thị trường vàng trong nước được khảo sát ở nhiều nơi cho thấy phần lớn giá vàng đứng yên và có giảm ở một số ít đơn vị kinh doanh. Lúc 10 giờ sáng nay, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết tại Hà Nội 46.800.000 đồng một lượng chiều mua vào và 47.800.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 200.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết 46.800.000 đồng một lượng chiều mua vào và 47.800.000 đồng một lượng chiều bán ra, giảm 200.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán ra. Tại Đà Nẵng niêm yết 46.700.000 đồng một lượng chiều mua vào và 48.000.000 đồng một lượng chiều bán ra, giảm 250.000 đồng một lượng chiều mua vào và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng tại Hà Nội 47.250.000 đồng một lượng chiều mua vào và 48.370.000 đồng một lượng chiều bán ra, giữ nguyên giá so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết 47.250.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 48.350.000 đồng một lượng chiều bán ra, giữ nguyên giá so với cùng thời điểm giao dịch ngày hôm qua. Tại Đà Nẵng niêm yết 47.250.000 đồng một lượng chiều mua vào và 48.370.000 đồng một lượng chiều bán ra, giữ nguyên giá so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Công ty vàng PNG niêm yết giá vàng tại Hà Nội 47.150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 48.350.000 đồng một lượng chiều bán ra, giữ nguyên giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết 47.150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 48.350.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, giữ nguyên giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại Đà Nẵng niêm yết 47.150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 48.350.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, không có sự thay đổi giá so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại Hà Nội 45.150.000 đồng một lượng chiều mua vào và 46.150.000 đồng một lượng chiều bán ra, giữ nguyên giá so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Giá vàng IGC niêm yết tại Hà Nội 46.950.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 47.850.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, giữ nguyên giá so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Tại thị trường Cà Mau, Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng Cà Mau công bố lúc 9 giờ, giá vàng SJC mua vào 4.710.000 đồng một chỉ, bán ra 4.832.000 đồng một chỉ, tăng 20.000 đồng một chỉ chiều mua vào và tăng 40.000 đồng một chỉ chiều bán ra. Giá vàng 24K mua vào 4.410.000 đồng một chỉ, bán ra 4.470.000 đồng một chỉ, giảm 30.000 đồng một chỉ ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng 98% mua vào 4.270.000 đồng một chỉ, bán ra 4.410.000 đồng một chỉ, giảm 30.000 đồng một chỉ ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng nữ trang 18K 75% mua vào 3.200.000 đồng một chỉ, bán ra 3.480.000 đồng một chỉ, giảm 30.000 đồng một chỉ ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tính tới 8 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 3, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.616 đô la trên một ounce. Giá vàng giao tháng 4 năm 2020 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.638 đô la trên một ounce. Vào đêm 30 tháng 3, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.626 đô la trên một ounce. Giá vàng giao tháng 4 năm 2020 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.647 đô la trên một ounce. Như vậy, giá vàng hôm nay giảm hơn so với giá vàng ngày hôm qua. Giá vàng hôm nay cao hơn 26,7% so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 45 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 3,2 triệu đồng so với vàng ở trong nước. Giá vàng thế giới treo trên đỉnh cao nhiều năm do vẫn là lựa chọn hàng đầu trong bối cảnh các nước đồng loạt bơm tiền và đồng USD suy yếu nhanh chóng sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
trong khoảng một tuần qua, vàng đã lấy lại được vị thế là tài sản trú ẩn an toàn khi các nước ồ ạt bơm tiền và nguồn cung vàng vật chất bị gián đoạn do ba nhà máy tinh chế vàng tại châu Âu bị đóng cửa và việc vận chuyển vàng bị gián đoạn trên toàn thế giới do dịch Covid-19. Vàng giữ được mức giá cao sau khi Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 31 tháng 3 năm 2020 như sau. 1 USD bằng 23.235 Việt Nam đồng. Và sau đây là tỷ giá mua bán ngoại tệ áp dụng cho ngày 31 tháng 3 năm 2020. Đồng đô la Mỹ mua vào 23.175 Việt Nam đồng, bán ra 23.650 Việt Nam đồng. Đồng euro mua vào 24.832 Việt Nam đồng, bán ra 26.368 Việt Nam đồng. Yên Nhật mua vào 208 Việt Nam đồng, bán ra 221 Việt Nam đồng. Bảng Anh mua vào 27.793 Việt Nam đồng, bán ra 29.512 Việt Nam đồng. Phô răng Thụy Sĩ mua vào 23.456 Việt Nam đồng, bán ra 24.907 Việt Nam đồng. Đô la Úc mua vào 13.891 Việt Nam đồng, bán ra 14.751 Việt Nam đồng. Đô la Canada mua vào 15.882 Việt Nam đồng, bán ra 16.865 Việt Nam đồng. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc vẫn chưa hạ nhiệt. Theo đó, giá heo hơi tại đây vẫn ổn định trên đỉnh cao là 85.000 đồng 1 kg, ghi nhận tại Bắc Giang, Yên Bái và Lào Cai. Các địa phương khác, giá heo hơi duy trì trên ngưỡng 80.000 đồng 1 kg, đạt từ 81 đến 83.000 đồng 1 kg. Trong đó, giá phổ biến nhất là 82.000 đồng 1 kg được duy trì tại các tỉnh như Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Ninh Bình. Nhìn chung, giá heo hơi tại miền Bắc vẫn giao dịch nằm trong khoảng từ 81.000 đồng đến 85.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên điều chỉnh giảm sâu trong khoảng 2.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Cụ thể, địa phương giảm nhiều nhất là ở Huế và Quảng Ngãi, cùng giảm 6.000 đồng xuống 75.000 đồng 1 kg. Tiếp theo là tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Các tỉnh này cũng giảm mạnh đến 5.000 đồng 1 kg, cùng xuống mức giao dịch 75.000 đồng 1 kg. Cùng ngày, Bình Thuận cũng giảm từ 80.000 đồng 1 kg xuống còn 76.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, mức giảm thấp nhất trong hôm nay là 2.000 đồng 1 kg, được báo tại Bình Định và Đắk Lắk. Hai địa phương này cũng bằng giá bán là 83.000 đồng 1 kg. Hiện Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là những nơi giữ ổn định và vẫn duy trì được đỉnh 80.000 đồng 1 kg. Đồng thời, Ninh Thuận cũng là tỉnh thành lặn sóng giữa lúc đà giảm diễn ra tại nhiều nơi, tiếp tục giữ đáy của vùng là 70.000 đồng 1 kg. Theo đó, ghi nhận giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên tiếp tục giao dịch trong khoảng từ 70 đến 82.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi miền Nam cũng sụt giảm tại nhiều địa phương với mức giảm trong khoảng 1.000 đến 8.000 đồng 1 kg. Theo đó, địa phương cá biệt giảm sâu đến 8.000 đồng 1 kg là ở Hậu Giang, từ mức 80.000 đồng xuống chỉ còn 72.000 đồng 1 kg. Đứng thứ hai là Bạc Liêu, giá heo hơi giảm 5.000 đồng xuống còn 72.000 đồng 1 kg. Trong khi An Giang, Cà Mau giảm ít hơn là 3.000 đồng 1 kg, xuống mức giao dịch lần lượt là 75.000 đồng và 77.000 đồng 1 kg. Hiện mức giảm phổ biến nhất ở khu vực này là 1.000 đồng 1 kg, ghi nhận tại các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Kiên Giang. Theo đó, giá heo sức chuồng của các địa phương này giao dịch trong khoảng từ 77 đến 79.000 đồng 1 kg. Tại Cần Thơ, giá heo cũng giảm từ 80.000 đồng xuống còn 78.000 đồng 1 kg. Riêng thủ phủ heo hơi Đồng Nai là nơi duy nhất báo tăng 1.000 đồng lên 81.000 đồng 1 kg. Đây cũng là mức cao nhất của khu vực trong ngày hôm nay. Nhìn chung, giá heo hơi tại các tỉnh thành phía Nam dao động quanh mức từ 72 đến 81.000 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin thị trường của kênh Net Media CCTV. Mời các bạn đăng ký kênh để nhận nhanh thông tin giá cả hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin thị trường vào ngày mai.